Rồi đây đây là chiếc xe bồn nha. Bếp này mình sẽ đập hộp ra cho mọi người xem thực tế chiếc xe bồn này như thế nào nha. Đây, em nói như này đây, khá là to luôn ha. Xe này thì dạng như xe chơi đẩy bằng cơ thôi nha. Đó, xe chơi đẩy bằng cơ, không có pin. Rồi ai thích thì mình bên dưới mình sẽ trả lời cho mọi người biết giá nha. Còn ai muốn mua hàng trực tiếp thì liên hệ qua số điện thoại 0917714469, giá rẻ bèo luôn.